Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc truyện ma dài kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc truyện đêm khuya, fanpage Truyện đêm khuya. Truyện ma kinh dị Mao Sơn chóc quỷ nhân, phần 2. Tác giả Thanh Tử. Diễn đọc Quảng Nga Tún. Tam thi thần đã tiêu hao trong trận chiến để tiếp tục tăng cường thêm. Đạo Phong luôn luôn nói ngắn gọn như vậy. Tao đoán chừng bây giờ ngươi chưa chắc đã đánh được ta. Diệp Thiếu Dương đắc ý nhìn hắn nhướng nhướng lông mày. Trông thấy biểu hiện đê tiện như vậy, Tiểu Cửu cũng yên tâm. Diệp Thiếu Dương vẫn là Diệp Thiếu Dương. Đạo Phong nở một nụ cười khinh thường. Yên tâm, sư huynh, ngươi có yếu một chút thì mãi mãi vẫn là sư huynh của ta mà. Đúng vậy đó, ta luôn luôn là sư huynh của ngươi đó. Diệp Thiếu Dương còn định phản bác, Đạo Phong nghiêm mặt nói: Đừng có nói giỡn nữa, nếu như không có cách nào, vậy mọi người đi trước đi. Khoan đã. Diệp Thiếu Dương xuyên qua các trục thời gian răng khắp nơi, tìm được một đầu. Ở bên trên có tiết điểm mà mình đã lưu lại. Đó mới là thế giới thuộc về mình. Bây giờ bất kỳ lúc nào hắn đều có thể trở về. Tiểu Cửu cầm lấy tay của hắn. Ta biết chàng đang nghĩ điều gì, nhưng bây giờ không phải là lúc trở về. Chúng ta phải giải quyết quỷ vương, sau đó trở về sống cuộc sống của người bình thường. Người bình thường? Mình bây giờ còn là người bình thường hay sao? Vô cực quỷ vương liệu có thể bị đánh bại hay sao? Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, dùng sức siết chặt tay của nàng. Ba người cùng một chỗ quay lại thế giới hiện thực. Vừa quay lại, Diệp Thiếu Dương cầm điện thoại di động. Trước khi đi, hắn đã bố trí đồng hồ bấm giây. Kết quả là chưa đầy 20 giây. Từ khi để điện thoại di động xuống đến khi tiến vào vĩnh hằng hư không chỉ chừng 10 giây đồng hồ. Nói có vẻ nhanh một chút, chung quy cũng chỉ có độ chừng 18 giây. Cho nên thật sự vượt qua hư không, thời gian tiêu hao vẫn chỉ là 2 giây. Cái này phù hợp với suy luận của Diệp Thiếu Dương. Mặc kệ là 1 giây đồng hồ, vào trong đó cũng chỉ là 1 vạn năm. Đối với ngoại giới mà nói, ở bên trong vĩnh hằng hư không, thời gian là đứng im. Chúng ta ở bên trong đó đến 7-8 tháng cơ mà. Tiểu Cửu nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động. Cảm giác này nó thật là kỳ diệu đó. Thần kỳ thì thần kỳ, nhưng loại thời gian này là một loại thác loạn, làm cho người ta cảm giác thật sự bị hỗn loạn. Ở trong vĩnh hằng hư không càng lâu, cảm giác hỗn loạn càng mãnh liệt. Sau khi đi ra, nhất định phải cần thời gian để thích ứng. Được rồi, ta gọi tất cả mọi người đến, chúng ta đi vào đó tu luyện. Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ tới điều này, lập tức đi ra ngoài tìm Qua Qua đang xem TV giết thời gian, bảo hắn đem gọi mọi người đến, đem sự tình nói lại từ đầu đến đuôi. Lúc đầu hắn do dự có nên nói mình là một người xuyên Việt cho mọi người biết hay không. Hắn sợ đám đồng bọn của mình không có tiếp thu được. Tiểu Cửu cũng giúp hắn suy nghĩ thật kỹ, nhưng cuối cùng Diệp Thiếu Dương vẫn quyết định là nói ra. Đây đều là những huynh đệ tốt nhất, là những môn nhân của hắn, hắn không thể nào giấu giếm bọn họ, nhất là trước khi đại chiến. Nếu như không nói rõ, vạn nhất đến lúc mình chết, có muốn nói cũng không còn cơ hội. Cho nên ta là một kẻ ngoại lai, ta cũng không phải là Diệp Thiếu Dương đã từng cùng ở bên các ngươi. Diệp Thiếu Dương của các ngươi vẫn còn ở vây ở thời dân quốc hoặc ở một nơi nào đó. Ta và hắn chưa chắc đã hoàn toàn giống nhau, nhưng nếu như có một ngày nào đó hắn trở lại, nếu như ta có thể chiến thắng quỷ vương, ta có thể qua đường hầm thời không mang hắn trả lại cho các ngươi. Diệp Thiếu Dương sau khi nói xong giang tay nhìn đoàn người chờ bọn họ mở miệng. Thế nhưng cả đoàn người chỉ trầm mặc, qua rất lâu cũng không có ai nói. Lão Quách hò lên một tiếng, nhìn mọi người liếc mắt. Những cái khác thì ta không biết. Dù sao, mặc kệ ngươi là người của thế giới nào tới, thì ngươi cũng vẫn là tiểu sư đệ của ta rồi. Ta cũng như vậy đó lão đại. Qua Qua cũng tỏ thái độ theo, nhảy đến trên đầu gối của Diệp Thiếu Dương. Ngươi thật sự là lão đại của ta rồi, là cùng một người đó, cho nên ta đi theo người thôi, ta không bao giờ phản bội cả. Mọi người cùng nhau nhau gật đầu tỏ thái độ. Kỳ thật đây cũng không phải là vấn đề lớn. Tất cả mọi người không có gì khác,
Thế nhưng đều là vì ban đầu bọn họ đã quen biết lẫn nhau, phần tình cảm đã trải qua biết bao nhiêu khó khăn hoạn nạn. Chỉ cần đem đối phương tưởng tượng chính là Diệp Thiếu Dương kia, chứ không phải là một người ngoại lai, tất cả đều được giải quyết. Dù sao Diệp Thiếu Dương vẫn là Diệp Thiếu Dương, chứ không phải là Diệp Thiếu Dương là Dương Thiếu Diệp nào cả. Cho nên các ngươi cũng đi vào tu luyện đi, vài giây đồng hồ là có thể đi ra. Bất quá ở bên trong đó chính là ngày rộng tháng dài đằng đẵng, chuẩn bị tâm lý thật tốt vào. Diệp Thiếu Dương giơ tay ở trên không trung nhẹ nhàng vẽ một vòng, đường hầm thời không xuất hiện. Một màn này làm cho cả đám người sợ đến ngây ngẩn. Ấy, không cần sơn hải ấn sao? Lão Quách kinh hãi. Cái đó đối với đệ bây giờ là vô dụng đó. Diệp Thiếu Dương đắc ý nhíu lông mày. Sau khi nắm trong tay lực lượng thời không, hắn đã thoải mái học được cách vận dụng, đồng thời có thể đả thông từ thế giới hiện thực tiến vào trong vĩnh hằng hư không. Bất kỳ ở chỗ nào cũng có thể dẫn người đi vào. Mỗi một lần mở ra cần tiêu hao pháp lực tương đối lớn. Còn mẹ nó, đây quả nhiên là búp game mà, hay là hack game mà. Tứ Bảo nhìn vào đường hầm thời không, sau đó tán thưởng. Mọi người lần lượt đi vào bên trong, chỉ còn lại Chu Tĩnh Như và Tạ Vũ Tình là hai nhân loại bình thường, còn có cả Lão Quách. Diệp Thiếu Dương nhìn Lão Quách. Sao, huynh không đi vào xem sao? Hay, ta là thôi đi, tuổi đã lớn như vậy rồi, ta không chịu khó được đâu. Lại nói tư chất của ta quá kém, cho ta có một vạn năm ta cũng chẳng tu ra kết quả mẹ gì. Mấy đứa trẻ tuổi các người đi mà làm đi. Lão lúc đầu cũng không phải là pháp sư chiến đấu, là một pháp sư hỗ trợ. Diệp Thiếu Dương cũng không có ép, cuối cùng đi vào. Nếu như hắn không đi vào, những người bên trong không có cách nào đi ra cả. Có mấy người đều là lần đầu tiên tiến vào trong vĩnh hằng hư không, nhìn qua hư không vô cùng vô tận, từng chuỗi mã hóa, hình dạng trục thời gian chạy như những con số. Bọn họ vô cùng tò mò và ngạc nhiên. Diệp Thiếu Dương vỗ vỗ tay. Được rồi, bắt đầu đi. Ở nơi này phải đến mấy tháng đó. Con đường tu hành dài dằng dặc bắt đầu. Diệp Thiếu Dương nhìn bọn họ từng người tiến vào trạng thái tu luyện, mình cũng khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu dưỡng khí. Lực lượng thời không của hắn đã tiến đến bình cảnh, muốn tiến thêm một bước nhất định phải trải qua kiểm nghiệm. Điểm quan trọng nhất là Diệp Thiếu Dương trước đó không có nói ra. Hắn hoài nghi với pháp lực của mình không thể nào thi triển được thủ đoạn mạnh nhất của lực lượng thời không. Ở bên trong vĩnh hằng hư không, không có ngày đêm, bất luận sinh linh nào ở đây đều là trạng thái linh thể, sẽ không già đi, không có thay đổi. Tuy nhiên như vậy cũng giảm bớt đi không ít phiền phức, một lòng đều tập trung tu luyện. Nếu như mệt mỏi, mọi người có thể nghỉ ngơi một chút, cùng một chỗ nói chuyện phiếm, thậm chí chơi một vài trò chơi. Diệp Thiếu Dương dưới yêu cầu của mọi người đi ra ngoài cầm mấy bộ bài cùng với mấy lại mấy bộ bạt trược vào đến đây, thậm chí mang cả tivi vào để cho qua qua giết thời gian. Cuộc sống trôi như vậy độ nửa năm, bản thể của qua qua mọc ra thêm một đôi cánh, hoàn toàn biến hóa, lĩnh ngộ rất nhiều năng lực mới, ví dụ như là ẩn thân hoặc là phi hành, còn có thể giống như là một con ve kêu lên làm cho người ta đinh tai nhức óc, thậm chí là tê liệt. Diệp Thiếu Dương thử nghiệm đối với hắn, phát hiện thực lực của hắn vẫn còn chưa đủ mạnh, so với Tiểu Cửu trước khi đi biến hóa thì còn kém một bậc, nhưng ít ra cũng thêm một phần hỗ trợ. Chương 3563, về quá khứ phần 1. Theo như lời của Qua Qua nói, hắn đã tu luyện đến đỉnh phong. Nếu như tiếp tục tiến lên, còn có thêm một cảnh giới biến hóa nữa, nhưng đó cũng không phải là một lúc mà tu luyện, cần phải sự đốn ngộ. Qua Qua cũng không nghĩ là mình sẽ có cơ hội này. Có thể tu luyện đến bước này, hắn cũng đã rất thỏa mãn. Hắn không có lựa chọn ra ngoài ngay, mà ở bên cạnh cùng Diệp Thiếu Dương quan sát những người còn lại tu luyện. Bọn họ đều cố gắng tu luyện, động viên. Qua vài ngày nữa, Lâm Tam Sinh cũng bỏ dở tu luyện. Hắn lúc đầu cũng không phải là pháp sư chiến đấu, sau khi tiến vào vẫn là nhập định, dùng thời gian vô tận để an ủi tâm tình của mình, sau đó lặng lặng tính toán cho trận chiến sắp tới. Mặc dù đại cục đã định, cũng không cần phải sắp xếp chiến thuật gì cả, nhưng rất còn nhiều việc chi tiết cần phải xử lý, tính toán cho hoàn mỹ. Hắn dù sao vẫn là quân sư, đây là điều mà hắn quan tâm nhất. Hắn đem tất cả mọi thứ suy nghĩ sắp xếp nói với Diệp Thiếu Dương,
Hai người thảo luận. Một hồi Diệp Thiếu Dương chăm chú nhìn vào cặp mắt của hắn hỏi: cảm giác thế nào? Bình tĩnh hơn nhiều, cũng lĩnh ngộ ra rất nhiều. Lâm Tam Sinh tử tốn nói: cho dù ta có chết trong trận này, cả đời này của ta sống cũng đã đủ đặc sắc. Thiếu Dương, ta cảm ơn ngươi. Cảm ơn vì cái gì vậy? Cảm ơn ngươi trước đây đã cứu ta ra khỏi cổ mộ, để cho ta gia nhập liên minh chóc quỷ. Ta mới có cơ hội thi triển ra sở học bình sinh của mình. Mặc dù trận chiến cuối cùng chưa chắc đã thắng, nhưng chí ít ta cũng có thể sống một trận, sống một đời đàng hoàng, sống một đời có ý nghĩa. Được rồi, ngồi xuống đi, chúng ta tâm sự một chút. Từ khi Không Giới thất thủ, Lý Lâm Lâm xảy ra chuyện, Diệp Thiếu Dương có thể hiểu cảm giác của Lâm Tam Sinh đã biến hóa. Đã sớm muốn nói chuyện với hắn. Bất đắc dĩ đại chiến sắp đến, không có quá nhiều thời gian. Bây giờ tiến vào trong vĩnh hằng hư không, cuối cùng hắn cũng có thời gian vô tận mà nói chuyện. Sau đó là đến lượt Ngô Gia Vĩ và Tứ Bảo Không Khổ tu nữa. Trước lúc đó, bọn họ đã tu luyện vài chục năm, cũng đã sớm đạt đến bình cảnh. Nếu như tu luyện tiếp nữa, không có 10 năm, 20 năm, cũng không có tác dụng lớn. Cho nên bọn họ theo vào, thứ nhất là để thỏa mãn hiếu kỳ, để kiểm nghiệm sự huyền bí của vĩnh hằng hư không. Thứ hai là muốn đi cùng mọi người. Qua một đoạn thời gian nữa, mọi người đều dừng tu luyện. Trong đó tiến bộ lớn nhất chính là Diệp Tiểu Mộc và Tô Yên. Hai người trẻ tuổi này vốn dĩ thiên phú cực cao, còn chưa đến trạng thái cao nhất, trải qua mấy tháng khổ tu, lại có thêm Diệp Thiếu Dương và một đám lão đại ở bên cạnh giám sát. Có vấn đề gì có thể tùy thời giải đáp những khúc mắc. Tốc độ tiến bộ cực kỳ nhanh. Cuối cùng hai người liên tục đột phá cảnh giới. Diệp Tiểu Lụ Mộc thậm chí là tăng thêm mấy cảnh giới. Đợi đến khi mọi người đều kết thúc tu luyện, Diệp Tiểu Mộc vẫn còn muốn tiếp tục khổ tu. Vậy là Diệp Thiếu Dương để mọi người đi trước, mình lưu lại cùng với hắn. Một nửa là tiếp tục bồi luyện, một nửa là thầy giáo. Chuẩn bị rất tốt mọi phương diện để cho hắn tu luyện. Bất quá ở bên trong, thời gian rất buồn tẻ. Sau một hồi ngây ngốc, Diệp Thiếu Dương không chịu được, thường xuyên đi đến các trục thời gian, đến những thời gian khác nhau đi chơi. Đương nhiên mỗi lần đi đều ẩn giấu thân mình, tuyệt đối không liên hệ với bất kỳ ai. Thậm chí hắn quay về thế giới của mình trước đây. Đúng như Tiểu Cửu nói, trước khi mình rời đi mấy tháng, tất cả đều không có gì thay đổi. Diệp Thiếu Dương ở thế giới đó dạo chơi một phen, gặp một đám hảo hữu của mình, còn có cả Tuyết Kỳ vẫn còn đang sống, Lý Lâm Lâm. Mỗi một ngày lại gặp cả Từ Văn Trường ở âm ti luyện chữ vẽ tranh. Loại cảm giác như vậy dường như đã trải qua mấy kiếp, làm cho Diệp Thiếu Dương cũng không rời đi được. Thế nhưng cuối cùng hắn vẫn phải quay về thời không vĩnh hằng. Ở bên trong nhất định phải giải quyết hết phiền phức của Vô Cực Quỷ Vương và Minh Hà Lão Tổ. Đến lúc đó mình mới có thể quay về thời không của mình, thế giới của riêng mình. Tu luyện triền miên, khai ngộ không biết bao nhiêu lâu, Diệp Tiểu Mộc cuối cùng cũng đi ra. Nhìn bốn phía, cảm giác mọi thứ có chút biến hóa, thính lực tựa hồ cũng thay đổi tốt hơn. Loại cảm giác vi diệu này khó mà nói bằng lời. Nói tóm lại, hắn cảm thấy mình mạnh lên về mọi mặt. Đã lên đến thượng tiên rồi sao? Ở sau lưng truyền đến âm thanh của Diệp Thiếu Dương, Diệp Tiểu Mộc gật đầu. Không tệ, người tiếp tục thổ nạp mấy chu thiên, củng cố cảnh giới, sau đó là tốt rồi. Diệp Tiểu Mộc nghĩ nghĩ rồi nói, cho dù là cảnh giới thượng tiên, đối mặt với một đối thủ như là Vô Cực Quỷ Vương, chỉ sợ còn cũng không chịu nổi một cái tát đâu. Đừng nói là Vô Cực Quỷ Vương, thực lực này thì dù là nguyên thần trước đó, Diệp Tiểu Mộc cũng đánh không lại. Ai bảo người đối mặt với Vô Cực Quỷ Vương đâu? Diệp Thiếu Dương đi đến trước mặt hắn, vừa cười vừa nói, đây không phải là cuộc chiến của ngươi, lần này có lão cha của ngươi chống đỡ, tương lai ngươi có rất nhiều cơ hội để biểu diễn đâu. Diệp Tiểu Mộc lặng lặng nhìn qua hắn hỏi, Người sẽ đi sao? Đúng vậy, đánh xong một trận ta sẽ đi. Không cần phải biện gì, ta không phải là cha ruột của ngươi. Không, ý của ta, thì ngươi cũng hiểu đó. Diệp Thiếu Dương nhỡ mồm nói bối rối. Thôi được rồi, ta đi rồi, cha thật sự của ngươi dù sao cũng sẽ sớm muộn trở về. Đương nhiên tình cảm của ta dành cho ngươi cũng vẫn như vậy thôi, dù sao ngươi vẫn là con của ta. Và lại đối với ngươi như vậy cũng tốt, cha thật sự của ngươi lúc đó phải rất già,
cùng với bọn hòa thượng vậy. Cho nên cũng đến lúc về hưu, đám người trẻ tuổi của các ngươi lúc đó mới có cơ hội làm lên đại sự. Còn ta quá trẻ, ta ở đây sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của ngươi. Con không sao đâu. Ngươi có sao đâu. Diệp Thiếu Dương đặt tay lên vai của hắn, dùng vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn, từng câu từng chữ nói ra. Đây là truyền thừa của pháp thuật giới. Mỗi một thời đại, người trẻ tuổi cần phải trưởng thành, bởi vì tà vật cũng không ngừng trưởng thành. Lão Gia Hỏa một ngày nào đó sẽ phải già yếu đi. Nếu như ngày đó đến, người trẻ tuổi còn chưa kịp trưởng thành, pháp thuật giới sẽ không có ai chèo chống. Ta và cha ngươi lúc nhỏ, cùng với sư công của ngươi, tức là sư phụ của ta, là Thanh Vân Tử đó, cũng chưa có già như vậy. Thế nhưng lão chuyện gì cũng giao cho ta làm. Ngay từ đầu, cho rằng là lão lười, về sau mới biết là lão đã dụng tâm lương khổ, là lão muốn rèn luyện ta đó. Sư công... Diệp Tiểu Mộc đối với nhân vật này như là trong truyền thuyết. Người nhất định là một cao thủ, là đáng gờm. Đáng tiếc là con không có cơ hội gặp mặt. Câu nói này làm cho tâm niệm của Diệp Thiếu Dương khẽ động, quay đầu nhìn. Người muốn đi gặp lão sao? Không phải. Cha, ý người nói là muốn quay về quá khứ. Diệp Tiểu Mộc hiểu ngay ý nghĩ của hắn. Đúng vậy. Diệp Thiếu Dương chỉ vào trục thời gian. Chúng ta có thể đi bất kỳ lúc nào, bất kỳ chỗ nào. Nhưng mà người không phải đã nói là không được phép thay đổi lịch sử sao? Ta không nói thay đổi. Chúng ta có thể đứng từ xa quan sát, gặp một lần cũng được. Không chờ Diệp Tiểu Mộc tỏ thái độ, Diệp Thiếu Dương bắt đầu tìm kiếm trục thời gian, tìm một tiết điểm thích hợp, trực tiếp mở ra, sau đó kéo Diệp Tiểu Mộc tiến vào. Là 20 năm trước, bên trên Mao Sơn, Diệp Thiếu Dương kéo Diệp Tiểu Mộc một đường đi xuyên qua cảnh khô, lên một đường núi nhỏ. Trước hết, ta đi đưa người đi tham quan sơn môn năm đó. Diệp Thiếu Dương hào hứng mười phần. Nhưng mà cha, vạn nhất mà bị sư công phát hiện thì làm sao? Diệp Tiểu Mộc lo lắng. Không sao, con đường này là ta phát hiện. Sư công người lười biếng sẽ không qua bên này đâu. Chương 3564, về quá khứ, phần 2. Lên đến đỉnh núi, Cửu Tiêu Vạn Phúc Cung đã ở ngay trước mắt. Mặc dù Diệp Thiếu Dương không lo bị phát hiện, nhưng để phòng vạn nhất, vẫn đem cổ áo lông lật lên một cái, che đi khuôn mặt. Nhưng cảnh khu phía trước náo nhiệt. Mao Sơn Chính Tông, Cửu Tiêu Vạn Phúc Cung ở bên trong, lại chỉ là một mảnh sân nhỏ, thu thập đệ tử ngoại môn, không có ai rảnh rỗi. Diệp Thiếu Dương mang theo Diệp Tiểu Mộc đến những tòa cung điện, giới thiệu một chút. Đột nhiên một đệ tử ngoại môn đi tới chắp tay nói: Thí chủ, nơi này là nơi tư gia, không thể tiến vào. Xin đi phía cảnh khu phía trước mà du ngoạn thôi. Diệp Thiếu Dương gật đầu, mang theo Diệp Tiểu Mộc đi từ cửa lách ra ngoài. Một đường đi đến sau núi. Đi thật xa, có thể nghe thấy một âm thanh quát lớn. Hai người đi theo tiếng quát, cuối cùng đi đến trên một đỉnh núi, từ trên cao quan sát xuống. Là một lão đầu đang quát một đứa bé. Lão đầu này người mặc quần cộc, thắt lưng, ở chân đi một đôi dép lê, một tay bưng một cái đĩa, ở bên trong đầy lạc, thỉnh thoảng ném vào trong miệng mà nhai. Vị này là... Diệp Tiểu Mộc không dám nhận. Diệp Thiếu Dương lộ ra cái biểu lộ đến toát cả mồ hôi, có chút ngượng ngùng. Đúng rồi đó, là sư công của ngươi đó. Sư công thật sự có vẻ tính tình rất là thoải mái. Diệp Tiểu Mộc nửa ngày đờ đẫn, cuối cùng mới nói ra một lời ca ngợi. Tầm mắt của hai người nhìn vào người thiếu niên đang luyện Mai Hoa Thung. Nói thiếu niên cũng được. Đứa nhỏ này độ chỉ độ hơn 10 tuổi, rất gầy, hai tay để trần, mặc một cái quần cọc, da tay ngăm đen bị ánh mặt trời thiêu đốt đến đổ cả mồ hôi. Dưới sự thúc giục của Thanh Vân Tử, đang nhanh chóng miệng đọc khẩu quyết, chân bắt đầu di chuyển. Lão cha, đây là người phải không? Diệp Thiếu Dương nhẹ nhàng gật đầu. Có phải ngươi cảm thấy luyện tập vô nghĩa? Diệp Tiểu Mộc nhìn Diệp Thiếu Dương thời niên thiếu. Thật sự là cực khổ. Không, ngươi không hiểu đâu. Ta đang luyện cái này là lăng không bộ. Hết thảy là bát bộ hình thái. Bộ pháp không có giống nhau. Sư công của ngươi tùy tiện nói một danh tự, ta phải tương ứng theo bộ pháp mà biến đổi. Kỳ thật cái này cũng không khó.
Người bình thường luyện dăm 3 tháng là có thể luyện được. Cái khó là những chú ngữ trong miệng ta đang đọc kia. Chú ngữ chính là những danh tự mà sư công người thuận miệng nói ra. Nói đến đề mục nào, ta phải học thuộc lòng toàn văn. Nói đơn giản là nhất tâm lưỡng dụng. Ở dưới chân không được sai, miệng đọc chú ngữ cũng không được sai. Nếu sai là bắt đầu lại từ đầu đó. Diệp Tiểu Mộc nghe đến đây thì trợn cả mắt, sau đó lập tức nghĩ đến ưu điểm của loại phương thức rèn luyện này. Nhớ lại biểu hiện trước đó của Diệp Thiếu Dương trong chiến đấu, cuối cùng mới hiểu vì sao lão cha của mình bất kỳ lúc nào cũng có thể gặp nguy mà không loạn. Thậm chí trong lúc đánh nhau kịch liệt vẫn giữ được bình tĩnh tỉnh táo. Ở bên trong nghịch cảnh cũng nghĩ ra được kế sách chống địch. Quả nhiên nó không chỉ phụ thuộc vào thiên phú mà là kết quả luyện tập cực khổ nhiều năm. Thái Dương cảm ứng thiên, thiên thứ ba Nam Hoa kinh, thiên thứ hai Đạo Đức kinh, đoạn thứ ba. Sai một chữ, tập lại từ đầu. Thanh Vân Tử vừa nhai nhai mấy củ lạc, một bên không ngừng ra lệnh đối với Diệp Thiếu Dương thời niên thiếu. Diệp Thiếu Dương thời niên thiếu đang bước đi ở trên Mai Hoa Thung, đổ mồ hôi như mưa. Mỗi một lần bị phạt phải luyện lại từ đầu cũng không nhìn được, cằn nhằn vài câu. Nghiêm túc một chút, tập trung tinh thần một chút. Bây giờ ngươi cảm thấy vất vả, cùng lắm cũng chỉ là luyện thêm một lần. Tương lai thời điểm đối mặt với tà vật, phàm là đi nhầm một bước là mất mẹ cái mạng nhỏ rồi. Thanh Vân Tử nghiêm khắc quát, không mảy may nể tình. Diệp Thiếu Dương nhìn chăm chú một màn này, lạ lẫm mà quen thuộc, trong mắt long lanh ướt. Những điều sư công ngươi nói khi còn bé ta không coi ra gì, cho đến về sau một mình hành tẩu giang hồ, trải qua các loại ác chiến, mỗi một lần trước mặt đối mặt sinh tử đều tuyệt sử phùng sinh. Ta nghĩ đến thời gian huấn luyện độc ác này trước đây, thật sự ta rất may mắn có một vị sư phụ tốt. Chứ nếu không, không chết đến 10 lần thì cũng phải 8 lần đó. Căn bản là không thể sống được đến ngày hôm nay. Diệp Tiểu Mộc ngắm nhìn một màn sớm đã bị chôn vào lịch sử, trong nội tâm cũng tràn đầy cảm khái. Ai ở đây vậy? Thanh Vân Tử đột nhiên quay đầu nhìn qua. Cùng lúc đó một tờ linh phù đánh tới, thế nhưng vẫn chưa đủ. Thân hình của lão nhanh như điện xẹt qua. Diệp Tiểu Mộc nhìn thấy mình bị phát hiện, đột nhiên một tay túm lấy mình, kéo đến một chỗ tối tăm, trở lại bên trong vĩnh hằng hư không. Diệp Tiểu Mộc thở phào một cái, hồi tưởng lại một màn kinh hồn trước đó. Tốc độ của sư công nhanh thật, thậm chí còn nhanh hơn cả tốc độ bay của linh phù. Hắn tự cảm thấy tốc độ phản ứng của mình lúc đó chỉ sợ cũng không kịp, sẽ bị trúng chiêu. Diệp Thiếu Dương nhếch miệng. Nếu như người bị bắt ép phòng ngự, phải chuẩn bị hết tất cả hậu chiêu, nhớ chưa? Người bước đầu đã không sẵn sàng rồi, đến lúc đó sẽ lộ ra rất nhiều sơ hở, một kích sẽ bị người ta đánh chết đó. Bộ pháp này rất đơn giản, nhưng phải trải qua luyện tập và sẵn sàng đó. Diệp Tiểu Mộc biết rõ là lão cha đang dạy mình, trầm tư một lát rồi nói. Ấy, nhưng mà con cũng thấy người không có động đậy gì mà. Chờ đến lúc người ta xuất thủ thì lúc đó người có động cũng sẽ bị lâm vào yếu thế. Thế cho nên đó, phải động lão, nghe chưa tiểu tử? Trước khi đánh nhau đã phải nghiên cứu đối thủ. Nếu như đối thủ lạ lắm, vậy thì phải tính toán thật kỹ, phải làm sao để chọc giận và tê liệt đối thủ. Nói đơn giản, có đôi khi cần phải sử dụng những thủ đoạn đè ép đối phương trước, sau đó quấn đối phương theo tiết tấu chiến đấu của mình, để cho hắn không phát huy được ra ưu thế. Có đôi khi để cho hắn sợ hãi, dẫn dụ đối phương tiến vào cái bẫy của người đó. Diệp Thiếu Dương vô cùng đắc ý, truyền thụ kinh nghiệm chiến đấu tâm đắc của mình cho con trai. Diệp Tiểu Mộc nhớ kỹ ở trong lòng, thành khẩn nói. Ở trên phương diện này thật sự là con còn kém lắm. Cho nên, ngươi mới là con của ta. Từ từ rồi sẽ được thôi, ngươi có nhiều cơ hội thực tiễn. Diệp Thiếu Dương vỗ vai hắn. Có muốn đi xem già già và nãi nãi của ngươi không? Diệp Tiểu Mộc sửng sốt, dùng sức gật gật đầu. Vậy là Diệp Thiếu Dương lại một lần nữa dẫn hắn xuyên không, đi tới độ hơn 40 năm trước về Diệp Gia Thôn. Một năm nay, Diệp Thiếu Dương lúc đó cũng mới chỉ độ 3 tuổi. Sau đó, còn chưa có gặp được mẹ con Thi Sát. Ở trong nhà, sống một cuộc sống vui vẻ, chỉ là một tiểu viện nông gia.
bởi vì đối phương đều là người bình thường, cũng không cần phải lo ẩn giấu. Diệp Thiếu Dương mang theo con trai đi thẳng vào cửa chính, giả vờ như là người ở thôn dân bên cạnh đi hái thuốc, đi qua đây xin một ngụm nước. Tiếp đãi bọn họ là một trung niên nhân độ ngoài 30, ân cần chào hỏi, mời bọn họ ngồi. Diệp Tiểu Mộc vụng trộm dò xét người này, có lẽ cũng hào hào giống như lão cha của mình. Diệp Tiểu Mộc thầm đoán đây chính là gia gia Diệp Binh. Ngày mai sẽ là tiết trung thu rồi, các người còn lên núi sao? Sao không ở nhà mà ăn trung thu? Diệp Binh đưa lên tách trà nóng hỏi. Là con bị bệnh cho nên phải ra khỏi nhà kiếm tiền, Diệp Thiếu Dương viện một cái lý do. Diệp Tiểu Mộc nghe thấy suýt nữa phun cả nước trà, bất đắc dĩ nhìn Diệp Thiếu Dương. Tại sao người không lấy cái ví dụ nào khác được không? Chương 3565, về quá khứ phần 3. Diệp Binh nghe nói như vậy, an ủi vài câu, sợ khách nhân buồn bã, lập tức đổi chủ đề, hỏi thăm Diệp Tiểu Mộc lên núi làm sao. Là cha ta bị bệnh nặng, không rời khỏi giường được đó. Ta cũng thiếu tiền mua thuốc, cho nên đi theo vị thúc thúc này. Diệp Tiểu Mộc lanh trí, cũng bắt chiếc lão cha của mình, nhưng không ngờ bị Diệp Thiếu Dương đá cho một cái ở dưới bàn. Ấy đều là những người vất vả, vậy ở đây cơm nước xong rồi hãng đi. Đúng rồi, ngồi đó để ta đi bảo vợ của ta làm cơm. Hai người Diệp Thiếu Dương vội vàng từ chối, biểu thị nghỉ chân một chút là được. Lúc này có một thiếu phụ trẻ tuổi ôm một đứa bé đi ra, nhìn hai người khách khí cười cười. Tầm mắt nhìn vào trên mặt của Diệp Thiếu Dương, nữ tử sửng sốt một chút. Diệp Thiếu Dương lập tức cúi đầu, nội tâm nhảy lên không ngừng. Đây chính là lão mẹ của mình. Diệp Tiểu Mộc lúc này mới khôi phục tinh thần, thấp giọng nói. Này, vị nãi nãi kia thật sự là xinh đẹp. Người nói nhảm đó. Người đó nhìn ta là biết rồi. Ta là được di truyền xinh đẹp của cha mẹ ta đó. Diệp Thiếu Dương sờ sờ cằm. Diệp Tiểu Mộc nhìn chằm chằm rồi nói. Con nghĩ là chuỗi gen có vấn đề đó. Ngươi lại dám chê cha ngươi sao? Diệp Thiếu Dương dùng sức gõ đầu hắn một cái. Chuỗi gen của ta truyền cho ngươi mới là có vấn đề đó. Sinh ra một cái tiểu tử như ngươi không được đẹp trai như ta. Cha nói như vậy, con là con của ngươi mà. Lúc này, ở ngoài cửa có tiếng hát nghêu ngao. Tiếp theo là một lão hán, mặt hồng hào, hơn 60 tuổi đi đến. Đây chính là gia gia của Diệp Thiếu Dương, Diệp Đại Công. Diệp Binh từ trong bếp đi ra, giới thiệu hai vị khách với cha của mình. Diệp Đại Công vốn dĩ là người hào sảng, lại tiếp tục lưu bọn họ ở lại ăn cơm. Sau đó, nãi nãi của Diệp Thiếu Dương cũng đi ra, bế cháu cho con trai của mình, để con dâu nghỉ ngơi một chút, xuống phòng bếp nấu cơm. Gặp được cả bốn thân nhân, Diệp Thiếu Dương mấy lần muốn đi, đều bị bọn họ lưu luyến lại. Ngồi ở nhà cha của mình và ông của mình nói chuyện phiếm, thật sự là cảm thấy rất quen thuộc. Bởi vậy, cha con Diệp gia cũng không hoài nghi thân phận của bọn họ. Nhìn qua tổ phụ và phụ thân, Diệp Thiếu Dương đột nhiên phát hiện, hôm nay bốn đời của Diệp gia đều ở tại đây là một cơ hội hội tụ khó gặp, chỉ tiếc là không dám nhận nhau. Bữa cơm thơm phức được bê lên, Diệp Thiếu Dương lấy cớ đi nhà cầu, kéo Diệp Tiểu Mộc lặng lẽ đi trở lại Vĩnh Hằng hư không. Hai người đều vô cùng xúc động. Thật sự là một chuyến đi kỳ diệu mà. Diệp Tiểu Mộc từ trong đáy lòng cảm thán, quay đầu lại nhìn trên mặt của Diệp Thiếu Dương. Lúc đầu con vẫn còn lo, bất quá may mà có lão cha người, thật sự là con không biết bao giờ mới có cơ hội như vậy. May mà người còn không có manh động đó. Cái gì mà ta manh động? Thì người nói với bọn họ là mấy năm sau có tai nạn. Con cảm giác lúc đó hình như người do dự. Mặc dù đối với chúng ta mà nói đều là những thứ đã trải qua, nhưng đối với bọn họ, thật sự là bọn họ không biết. Hay, người tiến vào hoàn cảnh kia, không lẽ vẫn không kìm được xúc động? Đứa nhỏ này, quả nhiên nó cũng không có ngu ngốc. Diệp Thiếu Dương tán thưởng nhìn hắn một câu. Hắn đoán không sai, trải qua một màn kỳ diệu vừa rồi, là một nhà bốn đời ngồi với nhau, thật sự là Diệp Thiếu Dương cũng cảm thấy xúc động lắm. Hắn không ngờ tới vụ tai nạn mấy năm sau đó, thân nhân của mình lần lượt đều qua đời trong trận hồng thủy. Đây là một đại họa bất ngờ. Diệp Thiếu Dương đang suy nghĩ có nên báo với bọn họ một chút hay không, cho đến cuối cùng vẫn quyết định là không.
Hắn không thể can thiệp vào sự thay đổi của quá khứ. Đây là nguyên tắc, bất kỳ lúc nào cũng không được phá lệ. Sau đó Diệp Thiếu Dương ở trên đường hầm thời không đi thăm hỏi một phen những đồng bạn đã chết. Có Mỹ Hoa, có Bánh Bao, còn có cả Thu Oánh, thậm chí cả Tuyết Kỳ đã hy sinh gần đây. Đối với bọn họ cũng chỉ là đứng từ xa quan sát, không thể nào cho bọn họ bất kỳ gợi ý gì về vận mệnh của mình. Bỗng nhiên hắn nghe đến người ta thỉnh thoảng nhắc đến những sự tình kỳ quái ở trong ranh giới giữa sinh và tử, hoặc là trong những giấc mộng đột nhiên cảm nhận được những gợi ý thần bí nào đó đối với nhân sinh, có thể có những trợ giúp hoặc là có thể tránh qua khỏi những tai nạn. Nhưng sau đó nhớ lại sẽ hoàn toàn tỉnh ngộ là ban đầu đã có báo hiệu. Hẳn chính là những dấu hiệu gợi ý này không phải là mình ngộ ra, mà là rất có thể có một người nào đó cũng nắm được quy tắc xuyên không. Sau đó dưới tình huống gợi ý như vậy báo lại vận mệnh cho chính bản thân mình. Có lẽ mình cũng nên làm như vậy. Lại nói sợ rằng đến lúc nói quá nhiều sẽ bại lộ, tiết lộ ra thiên cơ. Tiểu Mộc, tao hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi cảm thấy lý thuyết ở trên đời này không thích hợp. Tất cả thế giới song song, bất luận ở bên trong thời không nào, liệu có một người như ta nắm giữ được lực lượng thời không nữa hay không? Diệp Tiểu Mộc bị vấn đề kỳ quái này hỏi, trầm ngâm nửa ngày mới đáp. Dựa theo lý thuyết đa không gian, vũ trụ là vô cùng vô tận, còn cảm thấy có lẽ không chỉ có một mình người có đâu. Người khác không nói, chỉ nói là chính mình thôi. Ở trong vũ trụ song song có rất nhiều Diệp Thiếu Dương, có đúng không? Cũng có rất nhiều người biết đến Sơn Hải Ấn. Trong đó có một số ít lĩnh ngộ được lực lượng thời không, lĩnh ngộ được chân lý của thời không. Tất nhiên là rất ít. Nhưng nếu như vũ trụ song song là vô cùng rộng lớn, vậy tổng cộng vào là sẽ không ít. Đây vẫn chỉ là những thế giới bất đồng. Không có khả năng từ vạn cổ đến nay chỉ có một người có thể lĩnh ngộ được lực lượng thời không. Diệp Thiếu Dương một bàn tay gõ lên đầu của hắn, vô cùng cảm khái. Ta trước đây vẫn nghĩ là ngươi ngu ngốc, bây giờ mới phát hiện ta sai. Ngươi đó, cái đầu của ngươi cũng thông minh lắm, thậm chí là thông minh đến phát điên lên ấy. Đáng lẽ ta không nên để cho ngươi đi làm pháp sư, mà để cho ngươi đi làm nhà khoa học đó. Diệp Tiểu Mộc cười như mếu. Chà, đây là người đang khen con hay là chê con vậy? Coi như ta khen ngươi đi. Ngươi nói không sai. Ta không phải là người duy nhất từ vạn cổ đến nay may mắn như vậy. Thời điểm này Diệp Thiếu Dương cũng vô cùng nhận biết, cho nên nếu như có đủ số lượng trưởng khống giả khống chế được thời không, không có khả năng tất cả mọi người đều tuân theo quy tắc của thời không. Cho dù cũng không làm chuyện hủy diệt, chí ít cũng có thể thay đổi được chính bản thân vận mệnh của mình trong quá khứ. Diệp Thiếu Dương cảm giác mình đang dần dần đi đến bản chất của thế giới, là một bản chất nào đó mang tính chất quyết định. Chương 3566, Quyết Chiến phần 1. Bất quá hắn hiện tại cũng không có tinh lực để đi nghiệm chứng điều này. Tương lai nếu như rảnh rỗi có cơ hội, có lẽ sẽ đi điều tra một chút. Điều kiện tiên quyết là mình có thể sống sót trong trận chiến này. Kết thúc cuộc hành trình thời không, Diệp Thiếu Dương mang theo con trai trở về thế giới hiện thực. Tất cả mọi người cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho trận chiến cuối cùng. Phong Đồ Đại Đế cũng tới, cùng bọn họ thảo luận sắp xếp cho trận chiến. Loại thảo luận này tự nhiên là Lâm Tam Sinh chủ trì. Hắn phân phối nhiệm vụ cho các nhân vật mấu chốt, sau đó để cho Diệp Thiếu Dương tổng kết. Ta không có gì để tổng kết đâu. Một trận chiến này đã đáng nhẽ lên kết thúc từ 17 năm trước, không nên kéo dài đến tận ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta phải kết thúc thôi. Nhìn qua ánh mắt cố chấp của đám tiểu đồng bọn, Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi nói. Trước đây, trước khi những trận chiến thì cũng phải động viên nhau một tí. Nhưng mà chúng ta đã là đồng hành nhiều năm như vậy, ta cũng chỉ nói một vài lời hữu ích. Coi như từ trước tới nay trong lịch sử pháp thuật giới, trận chiến lần này có lẽ cũng chỉ kém Phong Thần Chi Chiến năm xưa thôi. Trong chúng ta có một vài người có thể sẽ chết, nhưng ta biết các người nhất định sẽ không lùi bước. Trước đây không lâu ta cũng bàng hoàng, hy sinh chính mình để đi cứu vớt địa cầu cái gì? Nó giống như siêu anh hùng của Marvel sao? Cho dù ở trong phim của Marvel, bọn họ làm những việc cả thế giới đều biết, nhưng chúng ta lại hy sinh trầm lặng như vậy. Vì cái gì?
Vì sao chúng ta lại hy sinh chính mình mà đi cứu thế giới? Nhưng về sau ta suy nghĩ, ta nghĩ thông được. Bởi vì chúng ta là pháp sư. Ngay từ ngày chúng ta bước lên con đường của pháp sư, vận mệnh của chúng ta đã quyết định như vậy. Chúng ta làm là như vậy, từng bước một đi đến ngày hôm nay. Từ những tiểu yêu tiểu quỷ cho đến những đối thủ mạnh nhất tam giới như Vô Cực Quỷ Vương và Minh Hà Lão Tổ. Là vì sao? Chúng ta sẵn sàng đối đầu, chúng ta không hề run sợ. Là vì sao? Là vì chúng ta trâu bò. Chỉ có đối thủ như vậy mới xứng đáng với chúng ta. Trận chiến ngày hôm nay là vinh quang của chúng ta, là vinh quang của Liên Minh Chóc Quỷ, là trận chiến cuối cùng của Liên Minh Chóc Quỷ. Dù cho không thành công, chúng ta nhất định phải thành nhân. Diệp Tiểu Mộc cùng đám người nghe thấy âm vang hữu lực này, toàn thân bốc lên nhiệt huyết. Ta cũng không nói đạo lý cái gì mà cứu vớt nhân loại, đều là khoác lác. Chúng ta chiến đấu vì chính mình. Còn nữa, Diệp Tiểu Dương đi đến bên cạnh ban thờ, những bài vị để bên trên của những đồng bạn mình, chỉ vào bọn họ. Chiến đấu vì bọn họ. Chỉ có tiếp tục chiến đấu thì sự hy sinh của bọn họ mới không uổng phí. Cho nên ta đã nói hết rồi, chúng ta đi chiến đấu. Hắn nắm tay đoàn người vươn ra bên ngoài. Mọi người đều nắm tay chồng lên nhau, kể cả Chu Tĩnh Như và Tạ Vũ Tình. Hai người không tham gia vào hành động lần này cũng bị cảm giác xâm chiếm, đưa bàn tay đặt lên đầy hào hùng. Phong Đồ Đại Đế đứng ở một bên, nhìn qua một màn này, trong đầu thầm có tính toán. Tuyên thệ trước khi xuất quân kết thúc, Diệp Thiếu Dương cùng Chu Tĩnh Như và Tạ Vũ Tình từ biệt. Hai người ôm lấy hắn. Nếu như đánh thắng, anh sẽ đi sao? Chu Tĩnh Như ghé vào tai hắn, âm thanh run rẩy. Không chờ Diệp Thiếu Dương trả lời, nàng nói tiếp. Em biết câu trả lời, nhưng anh sẽ về chứ? Cho dù là đến thăm em thôi. Trong lòng của Diệp Thiếu Dương thở dài, không thể nào trở về. Dù sao thế giới này vẫn có một Diệp Thiếu Dương khác, hắn sớm muộn gì cũng quay lại. Đến lúc đó mình mà về đây sẽ tạo thành rất nhiều phiền phức. Thế nhưng dưới ánh mắt mong đợi của Chu Tĩnh Như, hắn không đành lòng nói thật, đành phải khẽ gật đầu. Anh sẽ quay về. Nàng chờ tới câu nói này của Diệp Thiếu Dương. Đến phiền Tạ Vũ Tình, nàng luôn luôn kiên cường, thế nhưng bây giờ cũng ôm chặt lấy hắn mà khóc. Mặc dù hắn nhiều lần nhắc nhở là con trai vẫn còn đang ở đây. Diệp Tiểu Mộc làm bộ cắm đầu vào điện thoại, không thèm nhìn. Sau đó là Lão Quách. Hay, lại đây nào tiểu tử. Ta ôm ngươi một cái, mặc dù là có chút buồn nôn đó. Lão Quách cũng đem Đạo Phong kéo qua, hai tay ôm lấy cả hai người bọn họ thì thào. Năm đó Đạo Phong xuống núi tìm ta, thay đổi cả phần đời của ta. Tiểu sư đệ tìm ta, thay đổi hết tuổi già của ta. Nói một lời buồn nôn, ta cảm ơn các người. Hai vị sư đệ, các ngươi là sự kiêu ngạo của cả đời ta rồi. Lão Quách lau nước mắt, ôm chặt lấy cả hai người, siết chặt. Đi đi, ta già rồi, không thể nào oai phong đi cùng các ngươi. Nhưng cũng đừng quên phần của ta. Còn mẹ nó, Vô Cực Quỷ Vương với Minh Hà Lão Tổ còn mẹ gì. Giết bọn chúng cho ta. Phong Đồ Đại Đế mở ra vết nứt hư không, mọi người lần lượt đi vào. Diệp Thiếu Dương cuối cùng nhìn thoáng qua ba người ở lại, sau đó quay đầu mà đi. Vết nứt hư không một đầu dẫn đến minh giới, cách không xa Phong Đô Thành. Phong Đô Thành vẫn bình yên như cũ. Này, vì sao không có ai ra ngăn cản chúng ta vậy? Qua Qua ngồi ở trên vai Diệp Thiếu Dương, nhìn qua tường thành đề phòng xâm nghiêm, buồn bực nói.
Chúng ta nhiều người như vậy, bọn họ có thể ngăn cản được không? Nếu như chúng ta có người xuyên thủng phòng tuyến tiến về Tu Di Sơn, bọn họ liệu có đuổi hay không? Nếu như đuổi, phòng tuyến bên này sẽ sụp đổ. Vì vậy, bố trí phòng vệ không có ý nghĩa. Lâm Tâm Sinh nói. Tiểu Bạch lại tiếp. Nhưng bọn họ nhất định không thể để cho chúng ta lên Tu Di Sơn. Lâm Tâm Sinh gật đầu. Vì vậy, bọn họ nhất định sẽ ở trên biển ngăn cản chúng ta đó. Mục tiêu của bọn họ chính là ngăn cản bọn Diệp Thiếu Dương tìm cơ hội tiến lên Tu Di Sơn. Nếu như bọn Diệp Thiếu Dương một nhà ba người lên núi tiếp nhận được chúng thần chi lực, mặc dù Tô Yên cũng không biết cụ thể là như thế nào, nhưng nàng khăng khăng chỉ cần để cho nàng lên núi nhất định có thể khôi phục được ký ức. Cho đến khi bọn họ thu thập được chư thần chi lực, rồi mọi người cùng nhau quay lại đánh hai đại ma đầu. Đây chính là mục đích duy nhất. Nhưng thực tế chắc chắn cũng không có thuận lợi như vậy, thậm chí sẽ rất gian nan. Mặc kệ như thế nào, bọn họ cũng phải đạt được mục tiêu này, dù là trong quá trình đó có người nằm xuống. Địa Tạng Vương Bồ Tát đâu? Thời điểm tiến vào trong vô lượng giới, Diệp Thiếu Dương quay sang Phong Đô Đại Đế ở bên cạnh hỏi. Hắn sẽ tới đó. Diệp Thiếu Dương liếc nhìn, nghĩ đến sau trận chiến này, mặc kệ thắng bại, mình nhất định phải biến mất. Không phải là tử vong, nhưng có lẽ cũng không khác biệt lắm, là hoàn toàn biến mất. Nội tâm cảm khái nói. Ngươi đi lần này, vậy ai sẽ tiếp tục làm đại đế vậy? Ngươi đã hỏi ta rồi. Nhưng lúc đó ngươi không trả lời. Đã có ứng tuyển. Là ai vậy? Cái này quan trọng với ngươi sao? Ngươi đâu có thuộc về thế giới này. Diệp Thiếu Dương nhún vai. Thì là nói chuyện phiếm thôi, coi như là thả lỏng trước trận đấu. Là người quen cũ của ngươi, Thôi Ngọc. Là Thôi Phủ Quân. Nếu như hắn đoán như vậy, quả nhiên là đúng. Nghĩ đến từ khi âm ty bị phong tỏa, mình cũng rất lâu không có gặp Thôi Phủ Quân. Còn có cả Tranh Tử và Tiêu Dật Vân đều bị nhốt ở bên trong Phong Đô Thành. Trận chiến cuối cùng này bọn họ cũng không thể tham gia. Nếu như mình đánh thắng, vậy Phong Đô Thành có thể được giải phóng. Xuyên qua vô lượng giới, đến Thái Hư Hóa Cảnh, nhìn một vùng mây nước vô tận. Này, ở bên kia. Tô Yên phân biệt phương hướng một chút, sau đó đi qua một bên. Chương 3567, Quyết Chiến, phần 2. Lâm Tâm Sinh đi tới vùng tay. Từ bên trong nháy mắt, một đoàn đen kịt bóng người hiện ra quỳ dưới chân của hắn. Đây đều là cấm vệ quân hắn mang tới từ không giới. Hết thảy phải đến 500-600 người, xem như là binh mã cuối cùng của hắn. Lúc đầu Lâm Tâm Sinh cũng không muốn mang bọn họ tham gia lần quyết chiến này, để bọn họ ở nhân gian tìm chỗ tu hành, hoặc là trực tiếp đi luân hồi. Tóm lại chỉ cần không làm chuyện xấu, mặc kệ bọn họ đi đâu cũng được. Bọn họ tự do. Thế nhưng đây đều là những cấm vệ quân hắn đã từng dạy dỗ, đều xem loại tự do này là hổ thẹn, là nhục nhã. Theo lý thuyết của bọn họ, tất cả đều là một thân vì chủ soái. Bọn họ không cần tự do, chỉ cần chủ soái còn sống, mặc kệ ở đâu, bọn họ cũng luôn luôn đi theo cố chủ, làm hộ giá cho chủ soái, dùng đến sinh mệnh cuối cùng của mình để bảo vệ chủ soái. Nếu như chủ soái của bọn họ chết, bọn họ cũng không cần thiết sống. Lâm Tam Sinh là chủ soái, cũng không thể để bọn họ thề sống thề chết, hy sinh mạng sống cho mình. Thế nhưng tất cả những người này đã quyết tâm như vậy, cho nên cũng đành phải dẫn họ theo. Bất quá Lâm Tam Sinh cũng không coi những người này là pháo hôi. Mặc dù đối thủ là Vô Cực Quỷ Vương mạnh nhất tam giới, chính diện tấn công đừng nói là 300 thân vệ, coi như là nhiều gấp 10 lần, gấp 100 lần đối đầu với Vô Cực Quỷ Vương cũng không có uy hiếp. Thế nhưng không có nghĩa là bọn người này vô dụng. Trước khi đến đây, Lâm Tam Sinh đã giao nhiệm vụ. Đầu tiên là điều tra. Dù sao linh giới này cũng là lớn đến vô cùng vô tận, không ai biết Quỷ Vương sẽ bố trí mai phục chặn đường ở đâu. Có những thân vệ này, bất quá chỉ cần mười mấy người, vạn nhất lâm vào trong vòng vây, hậu quả vô cùng khó lường. Thứ hai, Vô Cực Quỷ Vương ở bên cạnh cũng không chỉ có vài lão đại, tất nhiên sẽ chọn lựa những quân tinh nhuệ. Mặc dù đám gia hỏa này cũng không tạo thành uy hiếp gì, nhưng cũng
sẽ làm cho bọn chúng phân tâm một chút. Đến lúc đó mấy trăm thân vệ có thể chống lại đám binh mã kia, để cho bọn Lâm Tam Sinh cũng không lo lắng. Bởi vậy, Lâm Tam Sinh chia đám thân vệ này thành 3 đội. Thành viên của Liên minh Chóc Quỷ cũng chia thành 3 đội, phân biệt dẫn đầu. Từ 3 phương hướng đi đến vào trong mênh mông này thăm dò. Nếu như một trong 3 đội phát hiện ra đối thủ, lập tức thông báo cho 2 đội khác, đến lúc đấy tập trung lại, triển khai quyết chiến. Đạo Phong mang theo một đội nhân mã vòng qua bên trái, sau đó tiến ngang, như vậy có thể đem phạm vi mở rộng nhất. Đội ngũ chậm chậm tiến lên. Ở bên ngoài Thái Hư Hóa Cảnh có một khối hải vực bình tĩnh, sóng biển còn không có dập dềnh. Dựa theo phỏng đoán, Vô Cực Quỷ Vương tất nhiên là bố trí phòng vệ ở đây, chứ không phải là tiếp tục ở bên cạnh Tu Di Sơn. Đối mặt với sóng biển chủ động công kích người, cả hai bên không thể nào chống lại được. Quả nhiên, ở phía trước mơ hồ có thể nhìn thấy bóng dáng của Tu Di Sơn. Đạo Phong lệnh cho mọi người dừng lại, phát tín hiệu cho 2 đội còn lại, một thân một mình đi lên phía trước. Ở trong sương mù, người đối diện dần dần hiện ra. Vô Cực Quỷ Vương và Minh Hà Lão Tổ đứng bên cạnh nhau. Ở đằng sau chính là Hữu Quân và Tuyết Ma, cùng với một đám quen thuộc, đều là những kiền tướng đắc lực của Thái Âm Sơn. Tiếp theo nữa chính là quỷ binh của Thái Âm Sơn tản về hai bên, một mực kéo dài đến sâu trong về một mê vụ. Đạo Phong bảo mọi người dừng lại, chính mình đi tới phía trước Vô Cực Quỷ Vương. Các người đều ở đây. Đạo Phong dừng cách mấy chục mét với trận doanh của Vô Cực Quỷ Vương nói. Bị các người ép, không thể không tới. Vô Cực Quỷ Vương nhìn hắn. Ta không nghĩ tới nhanh như vậy lại gặp lại ngươi. Ta nghĩ là phải mất mấy trăm năm nữa. Sau ngày hôm nay, có lẽ mãi mãi không gặp lại đâu. Minh Hà Lão Tổ ở một bên nói. Đạo Phong, ngươi cũng là chứng đạo, tại sao lại cứ phải suy nghĩ như nhân loại bình thường như vậy? Cái gì? Nhân loại? Thì đó, ích kỷ, mê muội, yếu ớt, bất kỳ lúc nào cũng chỉ quan tâm đến lợi ích trước mắt, bị dục vọng chi phối, quả nhiên là một loại sinh linh hèn kém. Minh Hà Lão Tổ lời nói vô cùng khinh thường. Bọn họ cũng không bao giờ có được lực lượng chân chính. Ta không hiểu, người đã chứng đại đạo, vì sao lại câu nệ những cảm giác như vậy? Nếu như vậy, ngươi sẽ không thể nào đi xa được. Đạo Phong khẽ cười nói. Ngươi nói như vậy, phỏng chừng người đang đứng bên cạnh ngươi cũng sẽ không đồng ý đâu. Ngươi mới là kẻ tầm nhìn hạn hẹp. Nhân loại có rất nhiều nhược điểm, nhưng có một số thứ loại người như ngươi vĩnh viễn không có, mặc dù ngươi rất mạnh mẽ. Cái gì? Đó là tín niệm. Đạo Phong nói xong, từ trong trường bào rút ra đà thần tiên, cầm ở trong tay. Phía sau hắn, một đám người Diệp Thiếu Dương cũng đến, đứng thành một hàng ở sau lưng Đạo Phong. Hai bên hình thành thế đối lập giằng co. Diệp Thiếu Dương nhìn sang trận doanh phía trước mặt, cười nói. Thật là không dễ dàng. Hôm nay những cường giả của chính tà hai bên trong tam giới đều gặp mặt. Ngươi cảm thấy các ngươi là chính nghĩa sao? Vô Cực Quỷ Vương hỏi. Sao? Cái này tranh luận thì có ý nghĩa gì không? Diệp Thiếu Dương cảm thán. Từ 17 năm trước đánh đến ngày hôm nay, cuối cùng cũng phải có kết quả chứ. Vô Cực Quỷ Vương thở dài. Mấy năm gần đây, ta có cả trăm cơ hội để giết ngươi đó. Ai bảo ngươi vẫn muốn đền chèn ép ta? Vô Cực Quỷ Vương không đáp. Diệp Thiếu Dương nói không sai. Chính mình mới đầu không giết hắn là do chướng mắt. Khi đó địch nhân thật sự của Vô Cực Quỷ Vương là Phong Đô Đại Đế. Chờ đến khi rốt cục chiếm được Âm Ti, Diệp Thiếu Dương dần dần trưởng thành. Trận chiến 17 năm trước đã phá hỏng toàn bộ hiểu biết của Vô Cực Quỷ Vương về nhân gian. Sau đó nàng tùy thời có thể giết chết Diệp Thiếu Dương, thế nhưng vì bí mật của Sơn Hải Ấn, nàng không ra tay. Không tính những thứ này, một lần nữa nàng quay lại thời không này, có thể tự do đến nhân gian. Nàng vẫn lại bận bịu đánh từng không gian, cứ như vậy để cho hắn sống đến giây phút cuối cùng. Đạo Phong và Phong Đô Đại Đế liên thủ thả ra Sea View, điểm này cũng làm hỏng kế hoạch của nàng. Thế nhưng
đem Sivu phong ấn lại ở không giới, nàng vẫn một mực khống chế được cục diện. Biến số lớn nhất không ai tính được là Phong Đô Đại Đế hy sinh bản thân nhập vào Sivu, tương đương với bên trận doanh của đối phương lại có thêm một cường giả tuyệt thế. Điều này khiến cho Vô Cực Quỷ Vương không thể không tập trung lực lượng ở đây chặn đường bọn họ, tiến hành một trận quyết chiến, bởi vì nàng cũng rất mệt mỏi. Dù sao tất cả cũng sắp kết thúc. Vô Cực Quỷ Vương nâng tay chỉ vào trận doanh của đối phương, sau lưng bóng đen dâng trào như thủy triều. Đạo phong giơ lên huyết hải vạn ma phiên, rung lên trên không trung, vô số oán hồn lệ quỷ được thả ra, vọt tới đối diện. Trong nháy mắt, chiến tranh bắt đầu khởi động. Diệp Thiếu Dương mang theo Diệp Tiểu Mộc và Tô Yên lướt qua bên cạnh, hướng về phía Tu Di Sơn tiến lên. Chỉ cần tiến vào trong phạm vi cảm ứng của chư thần Tu Di Sơn, vậy là đồng nghĩa với việc thành công một nửa. Chỉ có mấy người bọn họ vốn dĩ là nhân thần quan thì có thể không tốn sức lên Tu Di Sơn, còn nếu như Vô Cực Quỷ Vương đuổi đến đây cũng sẽ phải chịu sự công kích của chư thần ý chí, là tạo thành những luồng công kích từ trên sóng nước. Nàng cũng không phải là chưa từng gặp qua, thậm chí nàng nhận thức rất rõ, đến cả nàng cũng không chịu nổi những công kích ý chí từ sóng nước. Thật sự là sức mạnh của chư thần vô cùng cường đại, đến cả Vô Cực Quỷ Vương và Minh Hà Lão Tổ cũng chưa chắc có thể chịu nổi những sự công kích đến tàn bạo khủng khiếp này. Hết chương 3567. Hết tập 71. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.